Trong cái bài trước thì chúng ta đã làm về cái cool spend, phải không? Bây giờ chúng ta thêm một cái attribute nữa, tức là cái thuộc tính nữa của cái travel. Chúng ta có border bằng 1 rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta có thêm một cái thuộc tính và cái độ rộng của travel nhé. Nếu travel thì độ rộng thì ta biết rồi, tiếng Anh width đúng không? Width bằng ví dụ 500 chẳng hạn, 500 pixel đúng không? 500. Chúng ta ấn Ctrl S và chúng ta nhìn ra cái bảng này đây, độ rộng 500 pixel đúng không? Bây giờ chúng ta thử bỏ cái chúng tôi thử cắt cái này đi nhé, Ctrl X đây, đúng không? Và chúng ta xây nó vào và chúng ta sang bên này refresh này đây. Đấy, cái bảng nguyên thủy của chúng ta đây, và khi chúng ta đưa cái bảng này nó thành Ctrl V ở đây, Ctrl S thì và chúng ta đang đây và chúng ta refresh là đây là độ rộng 500 pixel đây nhé. Có một cách nữa mà chúng ta có thể đặt nó đặt như sau. Chúng ta đặt là 100% của cái chiều ngang nhé, thì ta 100% thì chúng ta đặt là một và viết số phần trăm vào thì lúc đấy là chúng ta không cần biết, chúng ta không đặt số tuyệt đối mà chúng ta đặt phần trăm, tức là nó sẽ lấy hết cái chiều ngang của màn hình đúng không? Và bây giờ chúng ta thử Ctrl S rồi và thử chạy lại nhé, refresh. Đây, chúng ta nhìn thấy không này, đấy, nó chạy nó lấy hết, ví dụ bao nhiêu phần trăm thì thu nhỏ vào nó lấy và cứ kéo ra nó cũng lấy, đây là 100% của màn hình, được chưa? Ok, rồi, và bây giờ có lẽ bây giờ chúng ta xem lại cái bảng này một chút nhỉ, đây đúng không, đây màn hình là đây, kéo vào dù nó to nhỏ thế nào, kéo nữa vào thì sao, nó không cho kéo nữa, ồ chắc là đây kịch rồi đúng không, kịch kim rồi, kéo nữa vào thì sao nhỉ, thì kéo xem nào, rồi. Rồi hết cỡ, chắc là trên này nó kích thôi. Rồi xe đây là 100% của UI đúng không? Bây giờ chúng ta quay trở lại và bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái thứ khác nữa. Bây giờ chúng ta có lẽ tôi sẽ xóa bớt cái hàng này đi. Nó cho nó trở thành một cái bảng đơn giản thôi. Nhớ lằng nhằng của nó dối thì sao, đúng không? Bây giờ chúng ta thử Ctrl S và quay lại ta nhìn nhé. Refresh, đây là một cái bảng rất bình thường, rất đơn giản, là không nào, chỉ có cái phần tờ hờ và tờ đờ đây đúng không? Tất nhiên là có tờ hờ thì nó đậm hơn và nó căn giữa thôi, chẳng có cái vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta xem này, và chúng ta xem thế nào là cell padding và cell. Và ta bỏ cái width này đi nhá. Ta đưa cái thuộc tính gọi là cell padding viết như nào đây? Padding hy vọng là đúng bằng này, đúng rồi, đỏ lên là đúng. Bây giờ nó đỏ là đúng nhé. Bằng 10 đúng không? Và bây giờ chúng ta xem lại Ctrl S. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa cái bảng của ta đây nhé. Và chúng ta lôi nó ra đây, lùi một tí này. Và cho cái này vào đây. Rồi được rồi, như này cũng được đúng không? Và chúng ta nhìn thấy cell padding. Và chúng ta vào cái này phải Ctrl S nhé. Ctrl S rồi. Và bên sang bên này chúng ta refresh là cell padding. Có nghĩa là những cái chữ này nó cách ra cái đường khung viền này là ít nhất là 10 và là 10 pixel nhé. Đây phần trên nó cách 10 pixel, phần dưới 10 pixel. Được chưa nào? Đây chúng ta bôi vào đây này nhé. Bôi hết. Đấy thì nó cách cái khung của nó đây, cell padding. Và trong trường hợp những cái cell thì nó cái cell spacing thì nó lại là đi vào cái khung này nó cách nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta đã hiểu thế nào là cell padding. Bây giờ bỏ cái cell padding đi thì chúng ta sẽ thấy này, và cell padding bỏ đi. Tôi chỉ undo cái đã nhỉ, undo và tôi cắt đi thì tôi đỡ phải gõ lại cái này. Tôi cắt Ctrl X nhá và lưu nó vào và chúng ta refresh cái này. Đây chúng ta thấy không? Nó đi sát với lề đúng không? Hoặc là họ tên này thế này, Nguyễn Văn Hùng thì nó đi sát vào đây đúng không? Nhưng mà chúng ta đưa cái cell padding vào thì nó cái chữ Nguyễn này nó tách rời cả phía trên cả phía, tách cái khung của nó, cái khung hình vuông này nhé. Bây giờ chúng ta chỉ nói Nguyễn chữ Nguyễn Văn Hùng này thôi. Đấy. Khi mà đưa cell padding vào thì nó tách rời cái khung ra 10 pixel đúng không? Hoặc là ta thử đưa thành 20 đi. Ctrl V cell padding 20 chẳng hạn, xem cái chuyện gì xảy ra. Cell padding đó nó cách cái khung giữa ra 20 pixel đây này, nhìn thấy không? Là từ đây nó cách ra đây 20 pixel, cách đây 20 pixel, cách đây 20 pixel. Đây từ chỗ này lên đây là 20 pixel đúng không? Từ chỗ đỉnh của cái đó. Đó là cell padding và bây giờ chúng ta cell spacing nhá. Và chúng ta cho vào cell spacing để ra 20. Ctrl S và sang đây chúng ta refresh. Cell spacing nó lại là space giữa các cái khung này, nhìn thấy không? Chúng ta bỏ đi thì tự nhiên là cái ô nó sát vào nhau, nhưng mà cell spacing thì đấy, nếu mà chúng ta để 5 thôi có khi đẹp nhỉ, để 5 hay để 3, để 5 thì sao? Đây chúng ta refresh đấy, cell spacing đấy, còn nếu mà bỏ đi thì nó là cái default rồi đúng không? Và chúng ta bỏ hẳn cell spacing đi thì
thì bình thường chúng ta vẫn làm như vậy. Thế như thế là chúng ta đã hiểu thế nào là cell padding và cell spacing phải không? Bỏ đi thì nó là như thế này, bình thường là như thế này. Cái bài này chúng ta kết thúc nha. Thank you.